Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2021. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 211. Những đức đọc những công đoạn này, chư Tổ, chư Đại Bồ Tát phiến hóa chúng ta niệm Phật. Văn Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đây là Đại Bồ Tát Văn Thù, Ngài khuyên chúng ta nên niệm Phật. Và Ngài tán thán tịnh độ là pháp môn thù thắng nhất, phù hợp với tất cả các căn cơ, nên niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đức Quán Thế Âm bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả hạnh khác. Đây là thơ Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài khuyên chúng ta nên niệm Phật. Và Ngài cũng niệm A Di Đà Phật. Vì sao? Quý vị nhìn hình tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trên đỉnh đầu Ngài đang đội cái hình tượng nào? Hình tượng của A Di Đà Phật. Muốn nhắc tất cả chúng ta, chỉ nhân duyên của Bồ Tát Quán Thế Âm rất rộng. Ở cõi Diêm Phù Đề, nên mỗi một nhân duyên con người nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhất định sẽ thấy trên đỉnh đầu của Ngài đang đội Phật A Di Đà. Nếu ai hiểu được thì đã biết Bồ Tát Quán Thế Âm nhất định sẽ tu tịnh độ, sẽ niệm A Di Đà Phật là bổn tôn để cầu sanh về thế giới cực lạc. Duyên từ Bồ Tát để phát nguyện cầu sanh cực lạc, đây là chỗ thù thắng. Nên Bồ Tát Quán Thế Âm ngày tán thán tịnh độ là pháp môn hơn tất cả các pháp môn khác. Vì sao nói câu hơn? Vì các pháp khác tu còn kén lựa con người, còn riêng pháp môn tịnh độ không kén ai cả. Nhớ, pháp môn tịnh độ chỉ có những người không tin, không tu. Còn tất cả những người phát tâm tin và tu đều có thể một đời giải thoát, nên mới nói là hơn các pháp môn khác. Còn ngoài tịnh độ, dù quý vị có tin và quý vị cố gắng tu, cũng là đời này quý vị không chắc chắn thành tựu một đời này, vì hoàn toàn tự lực mình tu. Nên Ngài mới nói là pháp môn tịnh độ là hơn các pháp khác. Nguyên lý là như vậy. Đây là Bồ Tát Quán Thế Âm ngày phiên chúng ta niệm Phật đó. Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Phật Như Lai. Chuyên tâm niệm Phật là pháp môn siêu thắng, còn gọi là nhất môn thâm nhập. Một câu A Di Đà Phật niệm lâu dài. Mã Minh Đại Sĩ là
bậc cổ Phật cũng khuyên chúng ta nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Vì 48 nguyện của Đức Phật A Di Đà có một lời nguyện là khi Ngài thành Phật, mười phương chư Phật, nếu có một vị Phật mà không tán thán danh hiệu của Ngài cho cái quốc độ chúng sanh đã được nghe, thì Phật A Di Đà Ngài nguyện không thành Phật. Bất cứ một vị Phật, một vị Bồ Tát nào cũng đều tán thán bổn nguyện của Di Đà cho chúng sanh được nghe, để nương vào bổn nguyện đó tu để một đời được giải thoát. Nên mỗi một vị Phật đều tán thán bổn nguyện của Di Đà. Ngài Mã Minh Đại Sĩ là bậc cổ Phật, Ngài cũng tán thán chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng. Những văn tự này khi chúng ta nghe qua, nó tăng thêm cái tính tâm chúng ta bao nhiêu lần nữa quý vị. Cứ mỗi buổi sáng chúng ta bồi dưỡng cái tính tâm này tăng cao lên. Dù cái nghiệp chướng chúng ta nặng nề cỡ nào đi chăng nữa, nhưng gặp pháp môn niệm Phật này là con đường để thoát khổ. Còn nếu như chúng ta không gặp pháp môn niệm Phật này thì quý vị phải biết rằng tam đồ ác đạo đang chờ chúng ta. Nên hàng Phật tử ở ngoài đời phải nhớ là mình có một gia đình, mình lo cho gia đình mình hết lòng hết dạ. Nhưng quý vị phải nhớ rằng cái chuyện sanh tử là mỗi người phải tự mình quyết định. Mình làm hết tâm hết ý của mình, nhưng mà mình phải biết nếu như đời này mình không được giải thoát thì tất cả những tình cảm thương yêu đó đều là giả tạm hết thôi quý vị. Nên con người mà hiểu được nguyên lý này rồi, quý vị sống trong tình cảm không bao giờ bị ô nhiễm. Quý vị có phương hướng rất chuẩn xác. Vì con người sống phải có tình cảm, nhưng không bị tình cảm bụi ràng. Mà phương hướng của chúng ta chuẩn xác vô cùng, đó là buộc mình vào bổn nguyện của Di Đà. Vì nếu đời này mình không giảng sanh thì tất cả những cái tình cảm gì ở thế gian này đều giả hết. Vì chúng ta mê hoặc điên đảo, không ai giúp được ai. Nên thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, nhiệt tình đó là gì? Phải hết lòng hỗ trợ nhau niệm Phật. Phải hỗ trợ nhau niệm Phật, phải nhớ. Nên những đức nói chuyện với đại chúng, những đức thường nói rằng những đức có một cái tâm nguyện ở cái cuộc đời này là mình được cái duyên mình lo cho các cụ già, cho đại chúng. Nên những người đi cùng với những đức là nuôi người già và phục vụ đại chúng, để chúng ta cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta phục vụ đại chúng là chúng ta đang bồi dưỡng thiện căn phước đức nhân duyên cho mình. Phải phát cái tâm đó thì mới cùng đi trên đoạn đường này được. Mỗi ngày chúng ta đang phục vụ người niệm Phật là chúng ta cũng là người đang niệm Phật cầu sanh cực lạc đó quý vị. Phải nhớ. Chúng ta coi cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, quý vị sẽ biết rõ ràng Phật độ người có duyên, thiện hay là ác, đã có duyên với nhau thì mới độ được, không có duyên không độ được. Nên có những người chửi mình, họ cũng có duyên với mình rồi đó. Còn nếu như cái người mà không chửi mình, cũng không thương mình, vậy giữa mình với họ không có chút duyên nữa. Nên đi ngoài đường liếc mắt gặp nhau, nhìn nhau một cái cũng đã có duyên rồi. Có nhân duyên thì mới được gặp nhau, mới có thể giúp đỡ nhau. Nhưng quý vị phải nhớ rằng nếu mình không về thế giới cực lạc thì trong thiện duyên mình sẽ dính mắc, mà trong ác duyên mình sẽ buồn phiền sao độ. Như cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, cái bậc A-la-hán đó, ông đem pháp môn niệm Phật, ông đi khuyên giải người ta niệm Phật. Thì quý vị coi, khi ông chứng quả rồi, ông mới quán nhân duyên, nhân duyên thiện hay ác, ông quán duyên đó. Thì lúc ông đi tu có một cô nữ thí chủ này thường cúng dường
cho ông. Sau này cô gái này bị vu oan giá họa việc gì đó, tức quá cô uống thuốc tự tử. Khi cô uống thuốc tự tử thì cô nhập vào ma đạo. Mà lúc đó nó hiện một cái hình tướng nhìn đáng sợ lắm, ghê gớm lắm. Thì cái người xuất gia này khi tu hành chứng quả, ông quán nhân duyên, ông thấy được cái nhân duyên của một cô gái thường cúng dường khi mình đi quá duyên, có duyên như vậy. Và hiện tại cô gái này chết đi, đang đọ vào trong ma đạo, đang chờ bắt người thế thân. Vì cô tự tử, cô chờ để bắt người thế thân. Ngày thì hiện đến, ban đầu thì cô gái này vừa gặp thì săn hẳn mặt mày ghê gớm lắm, chửi mắt. Xong người xuất gia này dùng tâm từ bi để phiên cô gái. Khi cô gái vừa nghe dịu cái tâm xuống, tức khắc sắc diện cô trở lại trạng thái đẹp. Và vị xuất gia này mới nêu lên rằng: xuất gia, cô mang tội rất là nặng, vì một chút buồn giận mà cô uống thuốc sâu tự tử, cô kết liễu cuộc đời cô. Cô nghĩ rằng chết là hết, bị người ta vu oan giá họa, tức tối quá, kết liễu cuộc đời. Cô nghĩ rằng kết liễu cuộc đời là hết, hết khổ đúng không? Nhưng mà không ngờ khi cô kết liễu cuộc đời cô thì cái khổ nó còn tăng thêm gấp trăm ngàn lần. Lúc cô còn sống, cô mới có cơ hội cô quá giải quán thù và cô có thể tu hành giải thoát. Bây giờ cô chết, cô nhập vào trong cảnh giới ma đạo, khổ đau cùng cực. Cứ mỗi ngày mỗi tuần cứ quay lại cái trạng thái mà uống thuốc tự tử. Nên trong gia đình của mình mà có người tự tử bằng mọi cách, thì quý vị biết rằng cái cảnh giới của họ mỗi ngày mỗi tuần cứ quay lại tự tử suốt như vậy, họ khổ đau đến mức cùng cực. Nếu như chúng ta trong gia đình mà có người biết niệm Phật tu hành, chúng ta thành tâm niệm Phật là cũng đang giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc của mình được siêu độ đó quý vị. Phải nhớ, vì cái cảnh giới tự tử khổ vô cùng, nhưng bậc A-la-hán này chứng quả rồi, đem cái pháp đại thù thắng đến phiên lên cô. Và ngài nói khi cô chờ người thế thân như vậy, khi bắt người ta chết, cuối cùng cô cũng đọa trong địa ngục cùng cực là khổ đau. Con ma này nó nghe được, nó quá sợ, cầu tôn giả cứu giúp. Bậc A-la-hán này: ta thì không có giúp được ngươi việc gì hết, chỉ là dùng một phương pháp tu để phiên ngươi thôi. Rõ ràng Phật pháp đặc biệt chân chánh. Bởi vì Đức Phật nói là tự đốt đuốc mà đi, Đức Phật chỉ đem phương pháp chỉ dạy. Còn cái việc mình thực hành là mình được lợi ích nè. Chúng ta là hỗ trợ nhau, vì cơm ăn áo bận, và một pháp tu là chỉ dạy đưa phương hướng. Nhưng cái việc tu là chính bản thân mình, thành tựu hay không là do bản thân mình. Phải nhớ nha quý vị. Thì bậc A-la-hán này cũng nói rằng: ta không có khả năng gì cứu ngươi được, chỉ có đưa ngươi một phương pháp. Nếu ngươi muốn mình được giải thoát thì phải nương vào phương pháp này. Ta chỉ dạy cho phương pháp. Phương pháp gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật. Mà trong cái câu chuyện này, cái vị A-la-hán này dạy niệm Phật như sao? Nam Mô Phật. Niệm Nam Mô Phật nhưng trong tâm thì là cầu sanh cực lạc. Mà câu chuyện này được Tịnh Tông học hội, người ta làm ra câu chuyện này đó. Nam Mô Phật, cái tâm của người ta là cầu sanh cực lạc. Dù niệm Nam Mô Phật, Phật A Di Đà cũng đến tiếp dẫn. Chứ đừng có nói chi là niệm A Di Đà Phật mà nói là không được giảng sanh. Danh hiệu là A Di Đà Phật đó, quý vị công nhận không? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nhiều người nói rằng bỏ hai chữ Nam Mô là thiếu sự cung kính. Làm gì có cái chuyện bỏ hai chữ Nam Mô,
là thiếu sự cung kính. Trong văn tự là giải thích, chữ Nam Mô là chữ cung kính, quay về nương tựa thì đã là giải thích như vậy. Còn chúng ta niệm một câu Phật hiệu này chân thật là có tâm cung kính mới niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên người đủ duyên niệm Nam Mô với Đà Phật thì niệm Nam Mô với Đà Phật, người đủ duyên niệm ai với Đà Phật thì niệm ai với Đà Phật, tùy quý vị thấy rằng quý vị niệm sao thấy phù hợp. Còn trong câu chuyện này dạy niệm Nam Mô Phật thôi thì mình niệm ai với Đà Phật hoặc Nam Mô với Đà Phật được rồi, chứ đừng có niệm Nam Mô Phật, tại vì ít người niệm như vậy quá. Nhưng trong câu chuyện này niệm là Nam Mô Phật. Thì cái bậc A-la-hán này chỉ dạy con ma nữ này để niệm Phật. Thì khi con ma nữ này nó dịu cái tâm xuống nghe lời pháp của bậc A-la-hán, nó dịu cái tâm xuống, lúc đó ngài trợ duyên là ngài niệm Phật. Rõ ràng hộ niệm như thế không? Ngài hộ niệm là ngài niệm Phật để cho con ma nữ này nó nghe, con ma nữ này nó tin rồi nó niệm theo. Đó là trợ duyên cho mình niệm Phật. Khi con ma nữ này nó niệm theo thì bổ nguyện của Di Đà tiếp dẫn con ma nữ này về thế giới cực lạc, thì sanh ra từ hoa sen không còn là ma nữa mà là Bồ Tát Bắt Thối Chuyển. Quý vị thấy đại pháp thù thắng chứ. Bởi vì ngài Mã Minh Đại Sĩ ngài nói rằng là chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Phật Như Lai để độ chúng sanh. Thấy không? Phải nhớ nha, pháp môn niệm Phật là pháp đại thù thắng đó. Nên mỗi ngày chúng ta đang niệm Phật như vậy, mỗi ngày chúng ta chia sẻ Phật pháp như vậy, bao nhiêu là hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát, họ mà đủ duyên họ nghe, họ tiếp nhận, nghe được cái bổ nguyện Di Đà họ tiếp nhận, họ nghe thế giới cực lạc, đặc biệt thù thắng về thế giới cực lạc không già không bệnh không chết, về thế giới cực lạc là Bồ Tát Bắt Thối Chuyển, về thế giới cực lạc là một đời thành Phật. Họ nghe rồi họ thích, bắt đầu là họ phát cái duyên lên liền. Nghe gì là tăng thượng duyên nè, nghe gì nó phát duyên, nó tăng thượng duyên, tăng thượng duyên lên. Cảnh giới của ma đạo mà niệm Phật còn giảng sanh mà. Có nghĩa là Phật A Di Đà ngài phát lời nguyện là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ngài. Đã nói là chúng sanh mười phương là tất cả chúng sanh nghe danh hiệu ngài là A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ngài. Chỉ cần niệm từ một niệm đến mười niệm khi mệnh chung thì ngài đến tiếp dẫn. Nên chư hương linh đã mất cái thân rồi, chỉ cần nương vào bổ nguyện dịu cái tâm xuống, đừng có theo đòi nợ báo thù. Chỉ cần dịu cái tâm xuống niệm A Di Đà Phật là ngài tiếp dẫn liền. Tại vì đâu còn cái thân tứ đại này nữa, mình là phải xả cái thân tứ đại theo cái thời gian của thọ mạng đến. Còn chư hương linh là người ta bây giờ chỉ còn cái linh thức. Nếu họ nghe được pháp môn tịnh độ mà họ tiếp nhận, chỉ cần họ niệm lên câu Phật hiệu cầu sanh cực lạc thôi thì Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn liền theo cái bổ nguyện mà ngài tiếp dẫn. Bất cứ ở nơi nào quý vị chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật này là cảm với bổ nguyện của Di Đà. Nên có một đoạn đọc mà nói rằng là niệm lên một câu Phật hiệu mà chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Kinh chưa? Bởi vì chia sẻ tịnh độ nó hừng hực cái tâm. Mình tu tịnh độ mình không bỏ cuộc, mình không chán là do gì? Mỗi ngày chúng ta cùng phiên nhau niệm Phật, nhất là những văn tự này đặc biệt. Khi coi câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, thấy không? Mẹ của vị A-la-hán này đọ trong địa ngục vô gián. Thì ông quán nhân duyên, những người nào có nhân duyên với mẹ ông, dù là ác duyên, mẹ ông lúc còn sống không kính tin Tam Bảo, chửi mắng người xuất gia. Mà vị xuất gia mà bà chửi mắng đó cũng là bậc cao tăng, có tu hành nhưng chưa chứng quả. Đời sau thì người xuất gia đó là một hoàng tử, đời trước là người xuất gia tu đạo, đời sau tái sanh có phước làm hoàng tử, nhưng là một hoàng tử ác. Quý vị coi thấy không? Bởi vì Ấn Tổ ngài nói dù quý vị là bậc đại tu hành nhưng nếu không giải thoát một đời này thì đời sau có phước giàu sang phú quý, có khi đời sau tạo nghiệp đời thứ ba đọa lạc, thấy không? Nên vị hoàng tử này giết cha xóa ngôi, giết anh em để lên ngôi làm vua. Nhưng quán nhân duyên
thì mẹ của ngài có nhân duyên với cái vị hoàng tử này, là đời trước đã từng mắng chửi duyên vị đó quý vị. Và bậc A La Hán này nhìn được nhân duyên là 7 ngày sau hoàng tử này chết và đọa thẳng xuống địa ngục vô gián. Thì theo nhân duyên đó, lúc còn sống ông đến quá độ chỉ dạy, nêu lên nhân duyên thì hoàng tử này tỉnh ngộ cầu xin tôn giả cứu giúp. Ta không có khả năng gì cứu giúp ông hết, chỉ có đưa lên một phương pháp chỉ dạy ông. Ông nhớ bất cứ ở nơi nào cũng phải niệm Phật, nhớ bất cứ ở nơi nào cũng phải niệm Phật, nhớ bất cứ ở nơi nào cũng phải niệm Phật. Nhắc 3 lần như vậy. Khi 7 ngày sau hoàng tử này chết đi, đọa thẳng vào địa ngục vô gián. Cái câu mà âm hưởng nặng như vậy vào trong tâm khảm, lúc mà đọa vào trong địa ngục vô gián thì ông chịu hành hình khổ đau và oan hồn đến đòi mạng ông ghê gớm. Thì lúc đó vị tôn giả này đến trợ duyên niệm Phật, nhờ cái duyên nhắc nhở đó trợ duyên niệm Phật. Và lúc đó cái linh hồn của vị hoàng tử này nhớ lại vị tôn giả khuyên ở nơi nào cũng phải niệm Phật, và được sự trợ duyên niệm Phật, Phật lực gia trì, mà phải là bậc A-la-hán hỗ trợ như vậy, hỗ trợ duyên. Và vị hoàng tử này niệm lên câu Phật hiệu. Lúc niệm lên câu Phật hiệu một cái là tất cả oan hồn đến đòi nợ cũng niệm theo câu Phật hiệu. Và bổ nguyện của Di Đà phóng quang tiếp dẫn, tiếp dẫn, tiếp dẫn, lăng lượt tiếp dẫn và tiếp dẫn luôn người mẹ đang đọa trong địa ngục vô gián. Phải theo duyên đó để độ luôn tất cả chúng sanh trong địa ngục vô gián. Và vị hoàng tử này cũng được Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn giảng sanh thế giới cực lạc. Đúng là bổn nguyện Di Đà thù thắng, nên mười phương chư Phật đều tán thán. Từ nơi đó mà dù là nghiệp chướng nặng nề cỡ nào, chỉ cần tin vào bổn nguyện chân thật niệm câu Phật hiệu này, nhất định Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Chỉ lo ngại là bạn nghi ngờ không niệm, bạn nghi ngờ bạn không niệm là chịu thua. Nên ngài Mã Minh đại sĩ là bậc cổ Phật cũng tán thán tịnh độ. Long Thọ tôn giả đây cũng là bậc cổ Phật này, niệm Phật Tam Muội có đại trí tuệ, có đại phúc đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. Niệm Phật Tam Muội hay sanh vô lượng Tam Muội cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Có nghĩa là tất cả các môn Tam Muội thì niệm Phật Tam Muội là phương pháp có thể tất cả chúng sanh đạt được cái Tam Muội này. Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, Pháp Hoa Tam Muội, Hoa Nghiêm Tam Muội, tất cả các môn Tam Muội ngoài niệm Phật Tam Muội chúng ta khó thể nào vô được Tam Muội. Phải nhớ, chỉ có niệm Phật Tam Muội là phương pháp siêu thắng. Nên mỗi một người chúng ta khi nghe Bồ Tát, chư Phật, cổ Phật tán thán tịnh độ, trong tâm mình không còn một chút nghi ngờ gì khi niệm câu Phật hiệu này, không bao giờ dao động tâm trước cảnh duyên bất cứ một người nào. Họ phê bình tịnh độ bằng cách này, bằng cách kia, bằng cách nọ. Họ không tu, họ không tu tịnh độ. Họ chỉ là xem văn tự, rồi cuối cùng họ lại chích lục từng văn tự ra để chỉ trích. Chúng ta không cần bận tâm đến, chỉ cần mình chân thật giữ lòng tin kiên cố đi niệm Phật là đạt tiêu chuẩn một đời thành tựu. Nhưng những người chỉ trích tịnh độ đó thì những người đó cũng có duyên với tịnh độ. Dù có đọa tam đồ ác đạo đi chăng nữa nhưng cũng đã có duyên với tịnh độ. Phải nhớ. Nên nhờ những người chỉ trích như vậy mà rèn luyện mình, coi mình có tính tâm kiên cố hay không. Nên có những người nghe cái là tính tâm bị dao động là do người này không gầy dựng được tính tâm, thì tự xem lại mình. Đại Bồ Tát Văn Thù, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài Mã Minh đại sĩ là bậc cổ Phật, Long Thọ tôn giả là bậc cổ Phật, Bồ Tát và bậc cổ Phật đều tán thán tịnh độ. Không lẽ chúng ta bị dao động tâm trước một số người hiện tại
đang còn ở thế gian này. Không lẽ quý vị bị những câu đó làm mình dao động tâm? Đại Bồ Tát và hàng cổ Phật mà mình không tin, mình đi tin vào một số người phỉ báng tịnh độ chẳng, dại khờ gì, thấy không? Nên những văn tự này là dẫn dắt chúng ta để mà phát lòng tin kiên cố. Phải nhớ nha, được thân người này khó, gặp Phật Pháp càng khó, gặp pháp môn tịnh độ càng khó hơn. Nếu đời này không nắm chắc câu Phật hiệu để niệm Phật để cầu sanh cực lạc, nếu không sanh cực lạc thì chúng ta sanh vào tam đồ ác đạo. Suy nghĩ đi, chỉ có một đường đi thẳng thôi. Nên cái người cùng cực làm điều ác, cực kỳ ác, làm nhiều điều sai lầm, nếu quý vị nghe được tịnh độ rồi thì cái tâm quyết quý vị còn cực kỳ hơn cái người bình thường. Vì sao? Vì quý vị cứ suy nghĩ đi, nếu không giảng sanh thì cực lạc thì quý vị đi vào tam đồ ác đạo. Chọn đi. Nên con đường này không có bao giờ mà chúng ta lừng chừng nữa. Vì sao? Vì nhất định chỉ có hoàn toàn nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nguyện thứ nhất Phật A Di Đà phát lên là nguyện rằng dù là những chúng sanh đã đọa trong địa ngục A Tỳ mà chỉ cần nghe qua câu A Di Đà Phật mà niệm thì Ngài cũng tiếp dẫn. Rõ ràng niệm Phật diệt tội đó quý vị, đọa trong địa ngục rồi đó mà nghe câu A Di Đà Phật mà niệm theo còn được độ, mà khó lắm á nghe. Khó có được nhân duyên mà có người trợ duyên cho niệm Phật vậy lắm đó. Còn chúng ta ở đây mỗi ngày được trợ duyên phía nhau niệm Phật là thù thắng quá, mà mình đi giải đãi bỏ qua. Còn chúng sanh trong tam đồ khó có được cái nhân duyên mà được người đến đó để trợ duyên. Từ nơi đó mà chúng ta phải giảng sanh về thế giới cực lạc đến để trợ duyên cho họ. Họ chỉ cần niệm lên câu Phật hiệu thì được bổn nguyện Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Nên những văn tự này khi đọc lên rồi lòng tin của mình nó hừng hực đối với tịnh độ. Căn tính của mình quá hèn kém mà bỏ tịnh độ, mà không niệm Phật thì đúng là mình sanh tam đồ đúng rồi. Nhớ nha, không giảng sanh gì cực lạc thì đi vào tam đồ ác đạo. Nói dòng do, một đời chúng ta ngắn ngủi mấy chục năm thôi. Những đức thật sự mà nói trong ngôi Tam Bảo, những đức cũng dùng đa dạng phương tiện hết. Đối với tất cả con người, những đức dùng đa dạng phương tiện, hăm dọ gầy la, thương yêu giúp đỡ, ngọt dịu đủ chuyện hết. Nghĩa là mình cũng làm hết lòng mình đó quý vị. Nhưng nếu họ mà bỏ câu A Di Đà Phật này là họ tiêu chắc. Họ bỏ câu Phật hiệu này thì Phật cũng không có cứu được chúng ta nữa, đừng nói chi là người bình thường. Các ngài chỉ là phiên mình niệm Phật cũng như những đức phiên vị niệm Phật thôi. Chân thật mà niệm Phật thì được cứu. Còn không niệm Phật là đi vào tam đồ vậy thôi. Mỗi người chúng ta nên suy nghĩ kỹ để mà cố gắng tu. Người ta trợ duyên mình hết lòng, nhưng một ngày nào rồi thì tự nhiên mình cũng phải lo tu thôi, chứ cũng không ai đeo đẳng thì mình hoài. Phải nhớ, làm hết mình thôi nó sâu sắc, sát vào đại chúng thì cặn kẽ tất cả việc đều biết rõ ràng hết, để mà quyện chuyển sắp xếp cái đại chúng không đi vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Từ nơi đó mà cái người mà mạnh mẽ quyết đoán, dù hang hổ hang cọp ta cũng phải vào. Như vậy thì như thế nào thì mới có thể nhận thức sâu sắc được quý vị. Nên mỗi một người được ở trong ngôi Tam Bảo mình và hàng Phật tử khắp nơi nơi ngoài đời phải nhớ, phải nắm câu Phật hiệu này để mà niệm cho tới cùng. Quý vị chỉ gia đình có vài ba người, còn người tu trong chùa thì công việc vì chỉ làm vậy thôi. Nặng nề là cái người trên bao nhiêu sự việc đè nặng trên vai người ta mới là việc khó. Như vậy mà tâm quyết tu người ta còn phải cố gắng. Vì sao? Vì không giảng sanh gì cực lạc thì đi vào tam đồ. Phải nhớ đó nghe. Nên phải cố gắng niệm Phật để đời này chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Dạ với đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả
đệ tử và chúng sanh động sanh về tịnh độ.